Oh, the color very nice color right now. Yeah, that's full of a terrace, shopping terrace, Huntington Beach is the area. Wow, mặt trời màu đẹp quá. Rất là đẹp nha. Hiện tại bây giờ là mình đang đi đến thành Nhật này, ngay chỗ này cái thành Nhật này. Không à. Đó là cà phin nè. Dạ chiếc phin đó. À, đèn đủ lên đẹp không? Which way are we going? Are we going inside or outside or something? I think everybody go on the outside. Bây giờ mình vô cái nhà hàng này mình ăn này nha. Món này món đầu tiên là salad nha. Món này món gì đây con? Xương bò đại hàng. Xương bò đại hàng đấy nha. Không, mình ăn món này xong mình đi về. Ngon quá nè. Từ cái có mà. Không có chơi. Xong rồi món này no rồi nó về được. Món này no rồi đó, với ly nước đủ rồi. Nhiều không? Đi cổ phần luôn, nó lớn vậy đó. Còn gì nó bán gần 20 á. Mà tại cá sống, cá nào rồi. Rồi đó, nhiêu đó đủ rồi đó. Cái này gì vậy? Này, cái này chín hết rồi, giang được cái này chiên chín hết rồi. Rồi xong chương trình ăn hôm nay rồi đó, mình ăn mấy món để cho nó vui.
buổi tối thôi.